nhặt được của rơi, cô gái tống tiền khổ chủ, nhặt được chiếc ba lô rơi. Nguyễn Thị Xuyến, Hà Nội đã gọi điện chủ nhân của tài sản đòi chuột 10 triệu đồng để nhận lại ngày 16 tháng 11. Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1987, trú tại Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Xuyến là nhân viên dọn vệ sinh tại các văn phòng trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2021, Xuyến đến tòa nhà Travis Tower số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, để làm việc thì phát hiện một chiếc ba lô để trên vỉa hè, sát tường rào đối diện chung cư N05. Xuyến mở ba lô ra thì thấy bên trong có nhiều tài sản nên đã mang về phòng trọ ở ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, cất giấu. Sau khi kiểm tra chiếc ba lô, Bị can xuyến thấy một giấy đi đường có ghi tên và số điện thoại của chủ nhân chiếc ba lô nên đã liên lạc đòi chuột với số tiền 10 triệu đồng. Lo sợ mất tài sản và muốn lấy lại giấy tờ nên chủ nhân của chiếc ba lô đã chuyển 10 triệu đồng cho xuyến. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nữ bị can nêu trên vẫn không trả lại tài sản cho người bị mất. Sau đó, chủ nhân chiếc ba lô đã thông báo sự việc bị xuyến tống tiền lên cơ quan chức năng đến ngày 26 tháng 9. Công an phường Trung Hòa đã mời Nguyễn Thị Xuyến đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, nữ bị can đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Công an phường Trung Hòa cũng đã thu giữ một điện thoại Xiaomi, một ba lô, một laptop nhãn hiệu Samsung, hai ví da, một hộ chiếu cùng các đồ vật, giấy tờ khác liên quan.